Ngay chiều qua thì tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận gió giật cấp 6 trong cơn mưa dông. Trong ngày hôm nay, người dân Nam Bộ vẫn cần đề phòng hiện tượng gió giật mạnh trong cơn mưa. Thời gian mưa nhiều là về chiều và tối, mưa xảy ra trước tiên là ở khu vực miền Tây, sau đó sẽ lan trọng ra khắp cả khu vực. Dự báo là có những nơi mưa vừa, mưa to, tương ứng với những nơi có màu xanh đậm trên bản đồ. Bên cạnh gió giật mạnh, các hiện tượng nguy hiểm như là về lốc sét và mưa đá vẫn đi kèm. Mưa giông gió mạnh Quý vị nào di chuyển bằng xe máy hay xe đạp, tốt nhất là nên mặc áo mưa cả bộ. Và nếu áo mưa sẽ tà thì không nên trùm áo mưa ở kính đầu xe, gây vướng phiếu và hạn chế tập nhìn khi điều khiển. Thêm vào đó, quý vị hãy ngồi lên vạt sau của áo mưa để tránh vạt áo bị gió thổi cuốn vào bánh sau hoặc phương tiện di chuyển gần mình, gây nguy hiểm. Trước khi mưa, từ sáng tới đầu giờ chiều, nắng vẫn lên đều ở khắp Nam Bộ. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác phổ biến trong khoảng là từ 30 cho đến 33 độ. Tại thành phố Phú Quốc, ngày hôm nay tiếp tục trạng thái sáng nắng chiều tối mưa giông, nhiệt độ cao nhất giữa trưa 29 độ. Tiết trời dễ chịu vào buổi sáng và trưa, quý vị có thể thoải mái thực hiện các kế hoạch ngoài trời. Về chiều tối thì mưa giông sẽ xuất hiện, đi kèm các hiện tượng về lốc xét và chó chật, khả năng là có nơi mưa vừa, mưa to. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang dự báo là ngày hôm nay mưa nhiều, tầm nhìn xa 4 đến 10 km, gió cấp 4, cấp 5.